Đấy, từ đợt khế này tôi đã mở ra những cái cái trường phái mới Để không bị bó hẹp trong cái cái địa phận của tỉnh Hưng Yên Mình phải bán đi thật xa <laughs> Bán đi thật xa thì là không không bị kiểu anh em tị nạnh ấy Nhưng mà phát triển được nó thì cần cái sự Tức là cần cái sự 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 cả hai cùng, cùng, cùng có lợi À, các bạn mà đà lẽng với cả trong Nam hay trong Sài Gòn này Tiếp cận những cái loại này thì giá chắc là cũng phải chục triệu hơn chục triệu Tôi nó nói thật Còn các bạn mà bảo trong nhà dân thì làm sao mà có những cái sản phẩm mà nó rất là uốn éo vạn vẹo Khuyến mãi cho cả hai con ốc sen nguyên lương này được đấy, hai con như thế này thì chắc là uyên lương rồi Chứ còn không bọn này mà hai con đực thì không khác gì thái công với cái thằng đéo gì đấy hai con hai con này tôi nghĩ là là uyên ương tức là một con đực một con cái cũng có thể là nó hai con đực thì đây có thể là thái công còn đây là cái người yêu của thái công cũng là đực đấy còn sản phẩm khế đây mà tí đâu cái kiện thì bỏ mẹ đấy đây này cái con thứ kia là rất là đẹp cái kìa đấy khách chạy con bà gọi điện thì này gọi sang ông uh, anh, anh tiến béo tiến tiến đấy ấy tiến tiến uh, béo Trà ấy chả ngày xưa chung mày ấy, ấy thế là khách nó lại đi thông từ chỗ lọ ra chỗ kia <laughs> nó phải nắm thứ lắm mấy cái thứ hai nữa là là bình thường nếu mà như thằng em quý điện thằng em quý thì có thể là em ấy ấy. nhưng mà đôi khi là bán ví dụ như bán rẻ quá thì cũng không được mà ví dụ như gặp khách nớ ngớ thì đấy là tùy tùy chỉnh chứ còn mệt lắm thế là khách đi thông bố nó phật <laughs> nó vẫn để ô tô ngoài kia kìa tí nó về bắt vẫn kịp xong rồi con thằng con thằng tuân thì nó đang ngồi nó bảo là mẹ hôm qua ông cứ nói xấu tôi con này đẹp này con này đẹp này phải phải phát triển nó lên một cái tầm cao mới này chứ còn nếu mà như bây giờ là mình phát triển được phát triển nó đi xa còn nếu ở trong nam thì tôi cũng không biết là thế nào tại vì có một đợt anh em chia sẻ là là mang anh em ở đây này mang những cái gốc sung mà chả có quả gì xong rồi mang vào trong nam xong rồi xong rồi gắn năm hai với các thứ này đấy còn không biết là dụng ý này của gia chủ là có tác dụng gì không nhưng chắc là vặt để cho nó đẹp nhưng thôi cứ để đấy tại vì nó chưa đến tết đi đây bò bò đây giúp giúp đây Ở đây có 5 cỡ Nhưng mà tôi sẽ báo sơ, sơ sơ các cái cỡ Còn những cái loại như thế này thì tôi thấy đẹp Thì tôi quay chứ Những cái loại kia thì tác phẩm nó không khác gì của Tuân lúc ấy vừa quay Tôi chả thấy đẹp gì Nhưng mà được cái nó rẻ Tại vì nói thật ra là tôi cũng khuyên mọi người này Nếu thu nhập mọi người 10 triệu Mọi người mua mẹ cái cây 15 triệu Cả cái nhà chỉ để 3-4 cây thôi Nhưng nó chất lượng nhưng các ông cứ tham rẻ xong rồi mang những cái cây xong rồi về tự làm xong rồi thế nọ thế kia Xong rồi xem những cái video của thằng thằng gì nhỉ Vinh gà vinh ghiếc này là chiết mẫu đơn mới chiết mộc hương mới cả thế nọ thế kia nó thật ra là những cái sản phẩm này thì nếu mà đến bây giờ mà tôi khuyên các khách của tôi ấy Là mua bà nó có cây to ạ Các ông cứ trưng một cây này xong một cây sung một cây gì toàn cái hàng mấy trăm mấy trăm Hoặc là một triệu lùi Trông bây giờ tôi lại thấy bêu thật không phải là thu nhập mình cao xong mình cứ suy nghĩ như thế đâu mà bây giờ ví dụ như cái cái quỹ đất của mọi người có hạn tiền mọi người cũng có hạn Thà chơi một cây xuất sắc nếu nó chết thì thôi tao đã có thâm niên ba bốn năm tao chơi một cây khế mới ở hai ba chậu khế rồi hoặc một chậu sung rồi cái lại là chết thì thì thôi chúng ta lại mua thêm cây khác đang nghề chơi này còn chơi theo cái kiểu gọi là tôi bây giờ nếu khi mà ngày xưa mình mua quần áo cũng vậy được cái là mình mua quần áo nó thế này này nó khác với cái hàng này mình mua cũng uh đi ăn gì mấy cái gì gì đây cũng đắt mấy triệu cả giày cũng mấy triệu chứ không mua cái hàng ngoài là trăm nghìn mấy hơn trăm nghìn nhưng cuối cùng là tôi đi giày xịn nhưng mà thì như là nó nó cũng fake hay sao ấy xong rồi cái giá trị sử dụng nó không được cao chứ còn cái loại này thì các bạn nhìn thấy cái gốc nó to mà ở trên chậu to nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái loại hàng mà các bạn đang hình dung này xong rồi tôi chê thằng tuân ấy là trả ra cái hình thù gì ấy đấy các bạn hình nó 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 rẻ tiền cho nên nó thế này mấy cả cũng có thể là nó bé chứ còn nếu nó to lên thì có thể là nó cũng như thế kia nhưng mà đây này cái loại này lá nó khác này như thường tuân thì nó bảo là dưới này là khế khế chua này tại vì có một thời điểm thì là dưới gốc nó là khế chua nhưng bà con mình lại chuộng khế ngọt thế này ghép vào khế ngọt thế là còn cái loại này nó chưa ra quả nên tôi không biết được nhưng tuân thì nó phân biệt là cái lá tròa lá à, to mới cả lá nhỏ lá to là khế ngọt lá nhỏ là khế chua tuân thì ở vườn tuân nó có khế khế chua ở đây thì hầu như là toàn khế ngọt Đấy, đây, cái gốc dễ nó bẹ biết tay tán nó như thế này cơ mà Còn cái việc phát triển thị trường thì Nói thật ra là đến bây giờ thì mình làm thị trường nó đơn giản lắm Cứ thế nào là tương như thế thôi Chứ còn tôi cũng không không kiểu ấy Còn tôi ví dụ như các bạn nhìn những cái mầm gốc kia cả Hình cảm giác là hai lá nó khác nhau nhá Thế là cái mầm gốc này này Thì thằng Tuân nó vẫn bảo đây Khế mà mà ở dưới, à khế mà lá nhỏ là khế chua Còn lá to là khế ngọt Tí nữa tôi nó đang ngồi uống nước kia Tôi vặt ra tôi bảo nó cũng được thôi nhưng mà nó mất thời gian lắm xong rồi thằng ấy nói chung là nó cũng bịp nhiều nói bảo cứ tiến bịp nhưng mà thực ra là tiến nó có bịp được ai đâu nhưng thằng thằng ấy kia kìa tiến bịp ừ. hải phòng ấy không phải tiến <laughs> mấy tiến anh em nhà mình Ơ con ở kia nó bịp mình <laughs> Bịp từ đợt lên đây 10 năm rồi Đây này các bạn nhìn những gốc này nó xứng đáng đồng tiền bát gạo ngay Cũng cũng có thể là cái phân khúc khách hàng của mình nó cũng cao cấp rồi Chứ các ông ví dụ như các ông mà mua cây 4-5 triệu, chục triệu, năm chục triệu như các ông mua sung kia Tôi này sáng nay ông ấy mùng 1 Tôi này cứ nghĩ là ông ấy hẹn đến để ông ấy xem cây Thì tôi bảo là bận như thế Mẹ tiếp gì, cuối cùng người ta ụt cái người ta mua luôn Nhưng mà bán những cái sản phẩm Ví dụ như là 500, 600 nha Là những ông, cho những ông gọi là thừa mứa thời gian Mẹ những người như là người ta đến xem rất nhiều Chưa chắc đã mua đâu ừ, Những phân khúc cao cấp hơn Thì toàn tiếp những cái bọn như kiểu là 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 sắc bình, sắc biếc này Mẹ thời gian nó còn đi, cái hẹn hò nó cập kè Nó còn ngoại tình như thời gian đéo đó, nó đi xem cây nó đã chốt là nó chốt luôn đấy bọn ấy này nhưng mà các ông giàu thì nói chung là cũng không chắc cũng không như ông sắc bình đâu nhìn nó khù quầm nó như thế này cơ <laughs> mà tí nữa quay cho các ông chốt những cây cây 500 trăm nghìn Xong các ông toàn đến xem thì tôi làm gì có thời gian tiếp nhiều ông mà bảo em làm kênh youtube địa chỉ vườn ở đâu để cho em đến em phỏng vấn anh <laughs> bố cái tổ sư thời gian đéo đâu tiếp mấy ông youtube quay mình xong phải tâm sự nghề con này mông cũng to đây này Nói chung là đẹp đây, tán đây, hoa quả đây Ờ quả lúc nãy rồi, để tôi vặt tôi ăn xem nào Nhưng mà hầu như ở đây là toàn khế ngọt thôi Đây con kia cũng đẹp kìa Còn cái việc bán thì thực ra là phải để cái thủy Mình đây cứ quay quay cây như này xong rồi Nhưng mà mượn cây để tạo đời thôi Tạo đời mới tạo đạo Xong cứ rỉa hết ông nọ ông, rỉa ông kia Rỉa <laughs> hết ông nọ ông kia cái thực ra cái việc bán cây này thực ra là Một cái cái phân đoạn bán cây này nhá Khi tôi quay xong Xong rồi tầm 5 6 giờ tôi về tôi cắt video tôi đăng trên TikTok mấy các thứ, đăng trên YouTube xong rồi đăng cái bản ngắn của của Facebook là tôi cảm giác tôi hết trách nhiệm rồi. Còn đâu là cái thủy bắt đầu các ông gọi điện đến cái thủy, xong nó chụp ảnh, xong nó nhận cọc, xong nó xếp xe, nó gửi. Đấy xong rồi nó gửi cây đi. Xong rồi nó lại thu nó lại dặn lái xe thu tiền của khách, thu tiền còn lại của khách, ấy. Xong rồi, uh, lại của khách này. Xong rồi uh, thu tiền còn lại của khách này. Xong rồi cái mẹ gì nữa nhỉ? Xong rồi nó thanh toán với cái gì gì ấy, nói chung cũng phức tạp lắm. Còn uh, giải đáp những khúc mắc với các thứ tinh 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 tình cảm tình nhất. Ơ ờ, lúc nãy tôi vừa nhìn thấy quả khế rồi. Đây. Một chùm lúc nãy mà. Hoa thì nhiều lắm nhưng bắt quả Tết. Đây để thử ăn à. Ngọt các ạ. con bây giờ ông các ông chuộng khế chua rồi. Tết nó hoa không nhiều. Cái này chậu này đắt hơn. Loại chậu này như tôi bảo là nếu mà các bạn mà Ở trong Nam mới đẹp đàn lẽng ấy thì kéo không phải uh, mua tầm chục triệu Thì ở đây nếu mà bán để có công thì ngày xưa tôi toàn bán 3 triệu sữa nhưng chắc bây giờ mình Mình cũng ai đồ ai điếc cái thứ thì bán lên 4 triệu Với <laughs> <laughs> cái loại này thì rẻ hơn Loại này là, là chậu 86, đây để tôi lấy thước tôi đo nếu có phải 86 không Hình như 70 mươi sao Có <laughs> lẽ Thủy nó nhìn chậu bây giờ nó tinh hơn mình, 70 cho 70 nhá Ôi thế mẹ không nói Nhưng mà chắc đéo chết được Thế mẹ không nói ngay Có cái loại này thì loại rẻ hơn nhá Loại rẻ hơn Có có 5, 5 loại Cái loại này thì 5 Gọi là ở đây thì gọi là chậu 5 năm Nhưng chậu 5 6 Ra ra uống cốc nước chè ra Nhưng mà chắc không sao đâu Nếu mà có sao thì chắc lúc nãy đã xong rồi Ủa sợ thế Vừa nó bảo thuốc sâu mà phát Bây giờ con người nó có giá trị ngay Thực ra cũng không sao đâu mà Nhưng mà đang để ra tắt cái cái xe đã Tí nữa để tôi quay cho các ông ấy tiếp Tại vì về bây giờ cắt video nó cũng thế Cắt video về nó nó cũng thế Con mèo này đẹp phết nhá Nhưng mà mua mấy trăm nghìn đấy Mình bảo mèo đẹp thế ông ông, 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 ông Tiến như ông đã sợ mình xin hay sao mà Anh vừa mua con này mấy trăm nghìn Thế đéo xem xin nữa Đẹp không Mèo mua mấy trăm nghìn ông Tuần khế nó đã đi rồi à